Mình... Ủa đây, tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Tôi cảm thấy là tôi ở trong căn nhà này là tôi quá đau khổ rồi. Gì vậy trời? Mấy bữa nay em có cà phê uống, nó ngáp nó lạng hoạng này, chắc giống một sáu ngáp quá. Cà phê đó, tự pha uống đi. Coi đứng pha cà phê kìa, coi đứng kìa lọng cộng kìa. Thèm quá. Thôi mình tới mình pha, mình tự mình uống. Uống đi cho đời bớt buồn. Cái này. Gì vậy? Sao còn có một bịch vậy? Còn có một bịch thôi. Rồi giờ ai uống ai nhịn? À, thôi đây để tôi pha cho bà uống nha. Tôi có cái chiêu pha độc đáo của tôi nha. Thêm một muỗng sữa vô là nó như là thêm một vị ngọt tình yêu. Thơm thơm, ngọt ngọt, béo béo. Đừng có nịnh tôi cái... Tôi biết hết. Tha thứ cho anh đi. Ghen gì mà ghen vừa phải thôi chứ. Ghen cái ghen kiểu đó mà tha thứ cái gì. Người xưa có câu. Câu gì? Vợ ơi thương lấy chồng giùm, tuy rằng khác giới nhưng chung một gì. Có cái gì vậy trời? À, cái thơ là của mấy thằng nhậu đó đọc. Rồi sao pha cà phê uống đi. Bây giờ anh nói cho em nghe nha. Nói bây gì? Giờ nó còn có một gói thôi nha. Bây giờ mình pha một ly rồi hai vợ chồng mình uống chung ha, cho nó tình cảm đi. Rồi nó ngáp nữa rồi kìa. Ngáp là thương hiệu của ông nội. Nghe cho uống miếng cà phê cho uống. À, không được. Uống ly rồi mày ơi. Không định báo tin mà buồn ngủ quá không tỉnh táo được. Tin gì? Xì căng đan của chị Bảy Vui. Xì căng đan của Bảy Vui nào? Của chị á. Trời ơi. Bà là Bảy Vui chứ ai trời chị ơi. Chị á. Cái gì xì căng đan gì nữa? Chị uống miếng gì nói. Con có con ly mà. Ôi mày ơi. Thôi vậy thôi để em về em pha muốn. Ê ê giọng vô họng đi, giọng đi. Trời tao đang tin muốn uống rồi tao nói cho. Lẹ lên. Cái vụ mà hôm bữa chị á. Ừ. Có cái ông Việt Kiều gì lại đây á. Ừ. Cái ông bầu xô nó lăng xê yêu thích giọng hát vậy nè. Lăn chị đó. Ừ đúng rồi lăn đó. Rồi chụp tấm hình đó. Ừ. Rồi đăng lên mạng. Ừ. Tao nói chị á là bây giờ chị cặp với lại ông đại gia nào 70 tuổi. Cái gì? Chị xong rồi, chuyến này xong rồi. 70 tuổi nào? Trời ơi, nó giật tít ghê lắm nè. Tít gì? Châu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cũ. Em là cô gái còn sắc son, còn anh là liều thuốc bổ. Đó, đó, chứ. Chưa hết đâu nè. Để em đưa cho chị coi. Trời ơi, ông lên máu rồi kìa. Có cái thằng này nó xe. Uống đi cho tỉnh mình. Cái vụ nó chưa động trời đâu. Bây giờ có thấy nó riêng mình tôi được không? Nè, cái thằng này nó xe. Ừ. Nó nói chị đi khách. Cái gì? Không. Cái chuyện gì? Anh yên tâm. Em có đính chính lại rồi. Đính chính? Bà đính chính cái thằng danh chữ của tôi. Tại sao có chuyện? Em đính chính. Tôi biết bà này ở trong xóm tôi, bả ngựa, bả bận đồ lố vậy thôi chứ không có đi khách đâu. Mẹ gì mà đi khách? Bận đồ ý là đang chửi đó hả? Không, em binh chị đó. Em binh chị, em nói chị là chị ngựa, chị sẽ xua thôi chứ chị không có đi khách. Tại vì em biết là chị là cái khả năng chị không có còn đi được nữa. Ê, ý em binh chị mà. Bước qua bên đây. Bây giờ bình tĩnh mình ơi. Bây giờ bình tĩnh cái gì? Nhục nhã. Bình tĩnh cái gì? Phải có cách nào đó để giải quyết chứ không như vậy là không ổn. Cái chuyện này là mày gây ra thì mày phải giải quyết. Đúng vậy. Ai gây? Chú á, chú là người dẫn cái ông nội Việt Kiều đó tới cái căn nhà này đi gặp tôi. Nên chú phải có trách nhiệm giải quyết cái chuyện này. Anh chị, đi cà phê của anh chị nè, anh chị uống đi. Rồi em về nhà em pha cà phê em uống nhà em sao đâu. Đứng lại mày. Đứng lại. Em giới thiệu giùm chị thôi mà. Tôi không cần biết. Bây giờ phải tìm cách giải quyết cho chị đi. Chết rồi, sự cố đã quá lố. Biết làm sao đây. Nam Sĩ, Bảy Vui ơi, có nhà không? Cái gì vậy trời, la ôm sòm vậy? Xin mời anh chị ngồi. Hả? Trời ơi, nhà mình... Anh chị ngồi, em xin trình bày một vài điều. Theo lời hứa với anh chị, em sẽ tìm cách nghỉ công ăn việc làm cho anh chị để một vốn 40 lời. Chị mà làm giàu đúng không? Em xin giới thiệu với anh chị một nhân vật. Xin mời!
thèn 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 cái gì? Hả? Tầm bậy. Anh thiếu anh phải chịu chứ. Trời ơi tầm bậy rồi. Chú em mày giới thiệu vậy là chết anh rồi. Chú tên gì? Tên cúng cơm cha mẹ anh đặt cho anh là Nguyễn Văn Thiếu Triệu TR. À mà sao mà có 1 triệu anh cũng thiếu à? 1 triệu là anh thiếu, nhưng mà anh xài là xài tiền tỷ. Trời ơi. Mình ra mình mua đồ cứ 1 triệu cái mình trả 1 lần. 1 triệu trả 1 lần. Nó mất công lắm. Mình để cho nó gom nhiều mình dính mình cục trà bá nè. Mình lại chọn vô mặt nó cái phết. Xài một lần 1 tỷ vậy nó mới đã. Anh ơi, anh có thể chọi vô mặt em cái gì đó được không? Nhưng mà anh nhìn kỹ cái mặt em không đáng để anh chọi. Trời ơi, là cái gì không biết nữa. Nói gì vậy trời? Cái gì đó? Cái một xoàng bự quá mình ơi. Ba cái đồ này là xoàng thôi. Hồi trước á, em đeo một cái cọng dây chuyền nó dài xuống tới cái rúng. Cái hộp mà nó nặng á, em bị cắm mặt đập cái mặt xuống dưới đất kìa. Phải vô chấn thương chỉnh hình á. 6 tháng trời nẹp cái cổ này nè, nằm chỗ luôn á. Túm lại là cái ông này, tao muốn biết ổng lại làm cái gì mà nhau dữ vậy? Giới thiệu với anh chị, đại gia Thiếu Triệu. Đúng rồi. Là từ hai bàn tay trắng mà gây nên một đống nợ. Cái gì vậy? Ờ, cái gì vậy? Không phải, tại em ngáp buồn ngủ quá. Em nói cái văn nó hơi lộn xộn. Đúng rồi, nó hơi bị lung tung quá, hoang mang quá. Phải chi mà bây giờ có ly cà phê em uống. Pha. Em có cà phê vô em tỉnh táo. Em sẽ giới thiệu cho anh chị biết tại sao anh ấy lại giàu mà giàu một cách nhanh chóng như vậy. Mời mọi người uống cà phê cho nó sảng khoái rồi mình nói chuyện tiếp. Cà phê là nhìn thấy cái màu là thấy là hấp dẫn rồi nha. Anh uống thử. Cái mùi là càng hấp dẫn hơn nữa. Thử một miếng coi nó ra làm sao à. Uống ngon. Ngon anh. Đó, phê. Bữa nào sẵn tiện mua cho em chừng vài tấn để dành ở nhà uống chơi coi. Cà phê này mình thấy ngon quá, mua về biếu cho nó dòng họ. Rồi nói chung là bà con hàng xóm rồi ngoài hai bên luôn. Bây giờ anh chỉ em cái cách mà làm giàu nha anh đi. Rồi chút. Anh cứ ngồi đó, tự nhiên. Bây giờ là muốn làm giàu dễ. Bước đầu anh chị bỏ ra một cái số vốn rất là ít. Nhưng mà hàng tháng anh chị thu lãi lại hàng trăm triệu đồng. Trăm triệu đồng. Thấy sao? Lời dữ vậy ta. Chứ sao? Nhưng mà cậu ơi. Dạ. Cậu có thể nói cụ thể hơn là lợi vợ chồng tôi phải làm cái gì? Bây giờ là coi như anh chị bỏ vô một số vốn ban đầu đúng không? Coi như là anh chị nghiễm nhiên trở thành thành viên của cái hội bán hàng xuyên quốc gia, thậm chí là xuyên quốc tế, xuyên tùm lum tá lả luôn. À hô. Căn cứ vào cái lượng hàng mà anh chị bán hàng tháng á, người ta sẽ phân cấp cho anh chị. Cái lợi nhuận hàng tháng em về là bao nhiêu không? Bao nhiêu? Trên 1 tỷ đồng. Cái gì? Nhưng mà nói hôm nay nãy giờ anh chị có hiểu là em buôn bán cái gì không? Ừ, anh cũng không biết. Rườm rà phức tạp vậy chứ gom vô có 4 chữ thôi. Bán hàng đa cấp hết. Bán hàng đa cấp. Đúng rồi, tại nó có nhiều cấp thì gọi là đa cấp. Đồng ý. Hợp tác phải không? Đồng ý. Rồi. Giờ còn trách em là qua đây uống cà phê ké rồi nữa không? Trời ơi, cái này anh chị phải mời em cà phê để chị em luôn luôn em đưa ra những cái ý kiến hay giúp anh chị làm giàu đúng không? Yên tâm đi, không phải là mời chú mỗi ngày đâu. Mà mời mỗi năm luôn. Tại vì hai vợ chồng tôi sắp giàu rồi. Phải không? Chắc chắn là sẽ giàu to. À hô. Sắp giàu to, lo gì tốn kém. À hô. Công nhận bằng cái bộ đồ vest là mình cũng phải uống cà phê theo cái kiểu trưởng giả. Ăn sáng đi. Gì đó? Ăn sáng. Xô gì vậy? Không thấy hả? Nè. À, yến mà bà nấu trong một quý một xô luôn hả? Hả? Ăn là ăn phải nguyên xô vậy, ăn mới đáng đồng tiền bát gạo chứ. Đúng là vợ tôi năm mùa hoa anh đó nha. Đó, mình ăn đi. Khoan, mình kê cái mặt vô cái xô. Kê mặt vô xô để em chụp hình em đăng cho người ta biết mình giáo. Vậy thì không nên ăn trong tô. Đúng rồi. Mình ăn trong xô luôn. Mình hộp cái mặt mình vô cái xô luôn cho em. Mình nói mình phải ngửa cái mặt ra đây. Mình ngửa cái mặt ra để cho thấy. Đó, đúng rồi. Trời ơi, thấy cưng quá à. Trời ơi, húp đi mình, húp. Đúng rồi, húp xuống mình, trời ơi.
nha, uống cà phê, uống cà phê, uống cà phê nha, uống cà phê nha. À, em à, anh nghĩ là mình ăn một cái xô yến như vậy chưa có đủ đâu. Chiều nay nè, dạ, em ghé chợ đó. Dạ. Em mua mớ đồng trùng hạ thảo về xào cho anh ăn. Bởi vì người ta nói trưởng dạ học làm sai ăn mà làm không tới. Cái gì không tới? Nói gì người ta nghe người ta cười, đông trùng hạ thảo là người ta đem ta ngâm rượu thôi ông nội ơi. Ở đâu ra đông trùng hạ thảo mà đem đi xào? Ồ ghê, đó giờ có biết ăn ba cái món mà nó mắc tiền đâu. Đừng nhắc về quá khứ, bây giờ là mình giàu rồi, mình giàu rồi. Đúng, với cái tài bán hàng đa cấp xuyên lục địa của anh là chúng ta sẽ giàu thôi. Đúng rồi, mình phải giàu chứ, thì bây giờ mình đã bắt đầu giàu rồi. Giàu mà giàu nợ đó mình. Nợ gì? Bữa giờ tiền ăn xài rồi ăn uống rồi tiền mua áo mua quần là mượn nợ chứ đâu ra bán đất một phần là mượn nợ một phần. Yên tâm, với cái tài bán hàng đa cấp của anh, dạ, chúng ta sẽ giàu to. À hô. Cái gì vậy? Ê, ủa ngáp. Cái gì vậy? Đừng có hôn nữa. Sao vậy? Giờ này đừng có hôn, người ta để ý người ta vô đó. Tao người ta phải sợ rồi. Giàu thì mình có liền. À hô. Đừng có à hô. Vụ gì? Bây giờ có hai tin em muốn báo cho anh chị biết. Một cái tin buồn, ừ, với lại một cái tin không có được vui. Anh chị muốn nghe tin nào? Mày báo cho nghe, cho tao nghe tin buồn trước đi. Cái tin buồn á, ừ, là bữa nay, ừ, em điện thoại cho ông sếp em, ừ, mà điện thoại của ông không có nghe. Ông không có nghe, ừ, mà công an phường nghe. Em chạy lên mới biết là bị công an bắt rồi. Cái gì? Trời ơi, túm em vô hỏi em làm gì cho ổng hả? Mày cũng bán hàng đa cấp? Nó không, em chưa có vô bán hàng đa cấp, em mới là chim le le là em trợ lý cho ổng thôi, là em mới được thả về nè, em chạy xuất sở đô tháo về đây nè. Mày nói giỡn hay mày nói thiệt vậy? Em nói thiệt. Khoan mày đi. Ổng gom tiền của mấy cái cơ chim cấp dưới đó, chim ruồi rồi chim tu gom hú hết. Chim cút rồi ổng gom hết rồi. Đợi chứ, ổng định trốn mà công an bắt lại rồi. Còn cái tin kia, tin kia là tin gì? Cái tin kia là cái tin thôi mình gọi là cái tin tin bâng khuâng, tin bồi hồi vậy đi. Mày nói đi, có thể nó cứu vớt lại được. Nè, công an bắt ông rồi nhưng mà tiền của ông á hỏi ở đâu? Còn tiền nữa. Còn mình phải lấy cái tiền đó chứ. Tiền lấy của người ta mà. Thì ông nói là ông xài hết rồi. Đánh bài thua hết rồi, không có thu hồi lại được. Tôi xài hết rồi. Khoan. Còn một cái tin bảo táp là mình. Nói liền đi. Nói đi. Em chưa đủ can đảm nói. Cái gì nữa? Cho uống miếng cà phê nó. Ơi, cái thằng này. Sao nó uống đậm luôn? Không đúng. Dầu sôi lửa bỏng uống cà phê nó. Nói liền, nhanh lên coi. Đứng anh chị đứng hôm nay nói đi. Cái là anh chị đầu tư vô để lấy hàng về bán đó, đúng không? Rồi gom tiền đưa cho ổng đó. Là đâu phải tiền của anh chị đúng không? Anh chị mượn đầy trong xóm mình hết đúng không? À, đúng rồi. Giờ bà con đang kéo này đòi anh chị đó. Em báo vậy thôi cho em đi nha. Ôi chết rồi bà ơi. Mình ơi. Mình tên là nợ. Mình ơi, chủ nợ tới. Trời ơi. Bây giờ trời sao? Ơi. Trời ơi, chết rồi mình ơi, tiêu tan hết sự nghiệp tiền bạc. Trời ơi, đất đai của em mình ơi. Bà qua cái gì đó? Tại bà không à? Ông bắt gì tại tôi? Bà bán rượu bán đất ha, bà xúi tôi đồng ý với bà. Bây giờ bà đổ thừa ai nữa? Bây giờ ông đổ thừa tôi hả? Lúc mà cái thằng trai xong ngáp cho nó một vốn muốn lời, ông cũng đồng ý mà. Bốn chục lời. Bà cũng đồng ý vậy? Ông thấy chưa? Đó, tham giàu giàu sang, chữ giá học làm sang. Trời ơi, khoái ăn sang. Mình nên bây giờ phải sang ăn khoai nè.